Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ Gradient Tool để biến đổi bầu trời sao cho ấm hơn, đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép các đối tượng trong nội thất. Đầu tiên các bạn nhấn nút chuột trái vào màn hình hai lần để chúng ta mở file. Các bạn kéo tất cả các file mở lên. Tôi open. Nếu các bạn muốn ẩn cái đường lưới đi, các bạn nhấn Ctrl H trên bàn phím. Còn bây giờ các bạn trở về số 1. Để sử dụng công cụ Gradient Tool, chúng ta chọn công cụ Gradient. Các bạn chuột phải về đây. Ở trên này, Gradient Tool. Chúng tắt G trên bàn phím. Các bạn tạo cho tôi một cái layer mới hoàn toàn ở đây. Các bạn nhấn Ctrl Shift N hoặc bấm vào đây. Công cụ Gradient Tool có tác dụng chúng ta làm biến đổi các cái bầu trời hoặc là các cái vùng một cách mờ nhạt dần. Tôi chọn một cái màu. Chúng ta chọn màu vàng. Để cho không gian ấm hơn. Tôi muốn bầu trời không còn xanh nữa, ấm hơn. Đứng trên cái layer chúng ta mới tạo. Chọn Gradient Tool. Các bạn nhấp chuột trái vào và giữ chặt chuột trái. Kéo xuống. Giữ phím Shift để thẳng hơn. Tôi chỉ kéo tới đây thôi. Tôi bỏ tay ra. Thế các bạn thấy rằng bầu trời của chúng ta đã có màu khác rồi. Nhưng nó hơi đậm. Các bạn muốn nhạt đi, chúng ta bấm vào đây. Và làm giảm nhạt đi. Nhẹ thôi. Chừng nào chúng ta thấy hợp lý chúng ta dừng lại. Tôi để 50. Enter. Ngoài ra, Gradient Tool còn có nhiều kiểu kéo khác nhau. Các bạn để ý trên thanh công cụ này, chúng ta có hình cầu. Các bạn kéo từ giữa ra này. Hoặc là các kiểu biên dạng khác. Còn bây giờ tôi không muốn nữa, tôi nhấn F12 để revert lại. Các bạn có thể chọn nhiều dạng khác nhau ở đây. Các bạn có thể kéo chéo. Vân vân, nhiều kiểu khác nhau. Tôi nhấn F12 để revert lại. Hoặc là từ vàng qua trong suốt, tôi ok. Tôi kéo chéo từ góc này. Kiểu này thì đường nó hơi bị gãy, chúng ta chọn kiểu này, tôi cần Ctrl Z lại, tôi kéo chéo góc. Thì đây là một trong những ứng dụng rất hay của công cụ Gradient Tool, các bạn có thể ứng dụng cắt ghép bối cảnh, làm cho không gian nó ấm lên. Đương nhiên chúng ta có nhiều cái công cụ khác để làm ấm hơn, tôi có thể giới thiệu thêm một công cụ tiếp theo ở đây. Đây là một công cụ hiệu chỉnh, các bạn thấy thanh Adjustment này không? Nếu mà không thấy chúng ta vào Windows, chọn Adjustment. Và thanh này các bạn có thành phần gọi là photo filter. Tôi bấm vào photo filter thì các bạn thấy rằng đối tượng của chúng ta nó sẽ đổi màu ngay lập tức. Không gian ấm hơn. Tôi muốn chọn các loại khác. Ấm hơn nhiều hơn nữa. Hay lạnh hơn. Hay là nghiêng vàng. Thì nó đổi cho chúng ta những cái preset, những thiết lập có sẵn ảnh. Giả sử tôi thích cái preset này. Tôi đồng ý luôn. Các bạn có thể bật tắt con mắt để chúng ta thấy độ biến đổi khác nhau. Chưa có hiện tượng gì. Bấm lên thì có hiện tượng. Nhìn không gian nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Bầu trời nghiêng tím. Ở bài trước tôi đã có lần giới thiệu các bạn cái dội sơn này rồi. Ngoài cái dội sơn thông thường thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn phần nâng cao của phần dội sơn này. Chúng ta sẽ bố trí các texture vào nội thất. Bây giờ tôi tạm thời đóng cái này lại. Tôi sẽ không lưu. Các bạn trở về file đổi màu mặt bằng. Ví dụ như tôi muốn ốp gỗ cho mặt bằng này chẳng hạn. Tôi sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn từ trên này xuống. Thay vì chúng ta chọn foreground color bình thường như bài trước tôi đã hướng dẫn thì bây giờ chúng ta chọn dạng pattern. Ở đây có một vài thiết lập có sẵn về pattern. Tôi có thể chọn pattern tôi dội màu. Thì các bạn thấy rằng nó đổ hết vào cái màu mặt bằng này rồi. Tôi F12 revert lại. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn từng bước và chi tiết đổi màu mặt bằng như thế nào. Các bạn hãy tuân thủ nghiêm ngặt, kể từ lần sau các bạn sẽ quen hơn và đổi màu nhanh hơn. Ví dụ bây giờ tôi muốn đổ gỗ cho mặt bằng này, chúng ta làm như thế nào? Và số pattern ở đây thì nó chưa có nhiều. Các bạn có thể lót thêm vào đây. Ví dụ như tôi chọn dạng color pen. Tôi ok. Thì có một vài pattern mới tôi có thể lót vào này, đổ vào. Cũng khá đẹp, nhưng mà đổ cách này thì nó không ổn cho lắm. Tôi sẽ F12 revert lại. Bây giờ tôi sẽ làm gỗ cho cái sàn này như sau. Ở thư mục đi kèm chúng ta có gỗ. Chúng ta có gỗ 1. Đây là gỗ sàn. Tôi có thể zoom lớn lên các bạn thấy. Vấn đề làm sao để biến cái gỗ này thành một pattern để chúng ta đổ. Có nghĩa là cái gỗ này nó sẽ hiện trong đây. Đúng không các bạn? Tôi làm như sau. Các bạn qua tab gỗ này. Vào phần edit. Các bạn chọn refine pattern. Và tôi đặt cho một cái tên gỗ sàn. Tôi enter ok. Hoặc là bấm hữu ok ở đây. Thì bây giờ qua bên này. Chúng ta bấm vào đây. Có file gỗ sàn bên dưới này rồi. Tôi sẽ đổ vào đây như sau. Chúng ta về công cụ đũa thần chọn. Các bạn chọn vùng này. Vùng sàn. Nhấn Shift chọn thêm vùng cửa này. Ba vùng này. Các bạn lưu ý cho tôi. Nếu mà các bạn đã chọn thế này thì nên tạo một layer mới. Để chúng ta dội trên layer mới. Đôi khi chúng ta còn chỉnh lại màu sắc. Sau khi chúng ta tạo xong layer mới, các bạn làm như sau. Các bạn về công cụ dội sơn. Các bạn nhớ rằng ở đây phải là pattern nhé. Và bấm cái này xuống. Chọn cái mẫu gỗ này. Khi chọn ở đây hiển thị. Sau đó bấm ra ngoài một cái chuột trái. Bây giờ chúng ta sẽ dội vào. Rất nhanh, chúng ta đã có mẫu gỗ rồi các bạn. Thật sự là rất đẹp đúng không ạ? Tôi nhấn Ctrl D bỏ chọn. Thì đây là cái bước cơ bản để chúng ta biến một đối tượng thành một cái texture pattern trong Photoshop để chúng ta đổ màu để thể hiện mặt bằng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gỗ cho mặt bàn này như thế nào? Thì tiếp tục. Gỗ này chúng ta dùng xong rồi, chúng ta sẽ đóng nó lại. Tôi chuyển qua gỗ tiếp theo. Tôi sẽ dội màu cái gỗ này vào cái mặt bằng đó. Tôi cũng vào Edit, Refine Pattern.
Giả sử như gỗ mặt bằng, gỗ vật dụng. Ok, sau đó chúng ta qua đây dùng đũa thần tiếp tục chọn cái mặt bàn này. Nếu mà chọn ở đây không chọn được bởi chúng ta đánh nhầm layer, tôi chọn background bên dưới này, tôi chọn lại gỗ mặt bàn thứ nhất, thứ hai là hai cái này, cứ shift chọn thêm đó. Ở phần trong này tôi cũng chọn thêm. Sau khi chọn xong chúng ta lại tiếp tục tạo một layer mới. Bây giờ tôi vào phần pattern, các bạn chọn thêm G để về gradient hoặc là chọn dội sơn. Chúng ta chọn gỗ chúng ta mới tạo đây, bấm đây một cái và dội vào. Sau khi dội chúng ta thấy rằng cái thớ gỗ này còn rất to, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của mặt bằng chúng ta. Chúng ta tạm thời cần chân rất lại, chúng ta đã chỉnh lại thớ gỗ bằng cách như sau. Tôi chọn về tấm ảnh này, sở dĩ rất to bởi vì tấm ảnh chúng ta đang quá to, tôi sẽ giảm size lại để khi refine pattern nó nhỏ hơn. Các bạn vào image, chọn image size, ở đây hiện tại đang là 10.000, tôi cho 2.000 thôi. Sau đó chúng ta ok. Công việc còn lại chúng ta bây giờ là refine lại cái này, vào edit, refine pattern. Bây giờ tôi sẽ đặt cho nó cái tên gỗ thôi và tôi ok. Qua đây chúng ta dội sơn lại, các bạn chọn công cụ rồi bấm vào đây, cái gỗ mới tạo luôn ở bên này các bạn chọn này, sau đó chúng ta dội vào đây, cực kỳ đẹp phải các bạn. Ở đây nó vừa đẹp, thứ gỗ rất là đẹp rồi. Chúng ta nhấn Ctrl D bỏ chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ dội gỗ vào một vài vị trí cửa và khuôn cửa. Các bạn chọn layer background để chúng ta lấy vùng chọn cho chuẩn, nhấn phím V kép về công cụ này, chúng ta zoom gần lớn lên. Tôi chọn cái này tôi cũng cho màu gỗ và nhấn Shift cộng thêm. Thậm chí cái này cũng là gỗ, nút ship, ship cộng thêm, các bạn lần lượt cộng hết cho tôi cả phần này nữa, viền bao và các cái thanh móc treo bằng gỗ. Thật cẩn trọng và tỉ mỉ, chỉ có tỉ mỉ chúng ta mới có những cái phương án đẹp nhất thôi. Tôi sẽ làm cách hết sức từ từ, không ăn bớt giai đoạn để các bạn nhìn thấy chi tiết hơn. Vì vậy khi làm cỏ các bạn cũng có thể kiếm một cái mắp cỏ trên mạng, refine thành pattern dạng này và đổ vào công trình của chúng ta. Rất dễ dàng phải không các bạn? Cửa bên này nữa, ship cộng thêm. Vậy tôi đã chọn hết rồi. Tôi tạo layer mới tiếp. Luôn luôn tạo layer mới các bạn, đừng fill ở đây. Fill ở đây tí nữa chúng ta chỉnh màu rất khó và độ bóng nữa. Chúng ta nhấn G dội vào cái vị trí này, sau đó cần chân D bỏ chọn. Vậy chúng ta đã dội đúng rồi này. Các bạn thấy rằng không gian chúng ta đang lên một cách rất từ từ. Các tương quan về màu sắc chúng ta có thể chỉnh sau. Sau khi dội màu xong gỗ chúng ta sẽ xử lý cái giường này, làm nệm thế nào. Cái này chúng ta có thể tắt đi rồi, tôi sẽ không lưu. Tương tự, tôi vào Edit Refine Pattern, nệm. Ok. Qua đây chúng ta tiếp tục bấm vào layer background, về công cụ đũa thần, chọn dưới này, tạo layer mới. Luôn luôn nhớ thao tác như vậy các bạn ạ. Và dội vào. Chúng ta chọn cái nệm chúng ta vừa tạo. Ok, tôi thể cần chuyên đề bỏ chọn. Nệm chúng ta sử dụng xong rồi, chúng ta tắt đi. Tiếp tục cái phần nệm trên, tôi vào Edit Refine Pattern và chọn nệm. Ok, tôi tắt luôn. Qua phần này chúng ta tiếp tục chọn cái này. Nhưng ở đây chúng ta phải chọn vùng chọn trước. Tôi chọn vùng chọn này là 1, chọn thêm vùng chọn này là 2. Dường như chúng ta đang đứng nhầm vùng chọn các bạn ạ. Tôi trỏ chuột vào layer background này, chúng ta chọn lại. Các bạn nhấn Ctrl D. 1, Shift 2. Tiếp tục ở đây. Shift 3, Shift 4. Phần này chúng ta sẽ chọn sau bởi vì tối hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Sau khi làm xong chúng ta tạo layer mới. Về công cụ đổ sơn, chọn mới nhất và các bạn dội vào. Sau đó Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ tôi lại về background, chọn lại đối tượng này, tạo layer mới. Tôi về G, tiếp tục dội vào đây, còn trên D bỏ chọn. Bây giờ chúng ta thấy rằng tương quan đấy nó hơi bằng nhau. Chúng ta sẽ chỉnh đối tượng này sau. Lát nữa tôi sẽ chỉ các bạn cách chỉnh như thế nào cho đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phiêu tiếp những màu còn lại. Các bạn vào layer background, đũa thần, chọn hai cái đèn. Thứ nhất, shift chọn thứ hai, tạo thêm layer mới. Về công cụ dội sơn. Bây giờ chúng ta sẽ đổ cho nó cái màu vàng nhẹ, cho nó đẹp. Chúng ta chọn màu. Thay vì dội button, tôi sẽ đổ màu vàng. Tôi dội vào đây. Cái này nó vẫn hiểu là button. Tôi cần chuẩn Z lại. Bởi vì chúng ta đang chọn button ở đây này các bạn.
chọn for color và chọn vào cần chân D bỏ chọn. Nếu muốn nhạt hơn chúng ta giảm YC đi vừa phải thôi, bởi vì khi in ra nó sẽ đậm hơn rất nhiều. Enter, tôi chọn lại pattern. Tôi chọn một pattern nào màu hơi nhạt một chút, tôi chọn cái này. Đích tôi sẽ làm cái tủ quần áo nó đậm hơn một chút. Tiếp tục tôi về phần background, về đũa thần, chọn vào đây, shift cộng thêm, về công cụ rội sơn, chọn pattern và rội vào đây. Chúng ta nên tạo layer mới, các bạn đừng quên nhé. Tôi cần chân D bỏ chọn. Vậy là tương quan màu sắc tương đối ổn rồi. Tiếp theo tôi sẽ rội tất cả vào mảng tường này nữa. Tôi chọn phần này, công cụ đũa thần, chọn shift, chọn thêm, tạo layer mới, chọn màu, tôi sẽ để màu xám cho. Ok, về công cụ rội sơn tiếp, tôi chọn để dạng for color và chúng ta rội vào, nhấn Ctrl D bỏ chọn, tương quan màu rất đậm đà và đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng công cụ này, chọn hai cái cột này, bạn chọn background color, shift cộng thêm, tạo layer mới, chọn màu phải đậm hơn cái màu tường. Ok, chúng ta dội tiếp và Ctrl D bỏ chọn. Tôi đã hoàn thành rất nhanh các công cụ dội màu phải các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ bóng và hoàn thiện từng cái thành phần còn lại. Thứ nhất, cái vệt này chúng ta cần phải làm đậm hơn để nó chia tách ra. Bây giờ tôi chọn đối tượng này, các bạn bấm vào phần Hue Saturation, các bạn bấm vào đây để công cụ hiệu chỉnh này chỉ tác động vào layer bên dưới thôi, không tác động vào toàn bộ layer bên dưới. Chúng ta bấm vào đây, sau đó các bạn tăng cái chiều sáng và tối lên. Giả sử tôi để sáng tí, giảm saturation đi, vậy là tôi thấy được rồi, nó phân tách ra, tôi thu lại. Tiếp theo tôi sẽ chọn cái sàn này làm cho nó nhạt hơn để những đối tượng vật dụng chúng ta trông nổi bật hơn. Các bạn chọn sàn, bấm vào Hue Saturation, chúng ta giảm saturation xuống. Các bạn thấy rằng nó đang ảnh hưởng đến tất cả các layer bên dưới không? Chúng ta sẽ bấm vào đây, để chỉ ảnh hưởng tới những layer chúng ta đang chọn thôi. Tôi cho nhạt nhòa thế này và đồng ý luôn. Phần còn lại chúng ta sẽ đổ bóng cho đối tượng. Ví dụ như tôi đang chọn đối tượng bàn ở đây, bạn muốn đổ bóng và làm như sau: nhấp đúp cái vùng layer bàn này hai lần vào, sau đó chúng ta check vào phần Dust Shadow. Khi check Dust Shadow, các bạn cầm con trỏ chuột bấm cặp chuột trái ra ngoài này, chúng ta di chuyển bóng đổ nó có này các bạn này. Nhưng mà bóng đổ này đang ở bên dưới vì cái bàn chúng ta đang ở thấp, tôi muốn cái bàn này nó phải lên trên cùng. Các bạn làm như sau: bạn chọn cái bàn này, kéo lên trên cùng. Bây giờ chúng ta nhấp đúp vào, chọn đắp sơ đao và kéo để tạo bóng đổ cho nó có chiều sâu. Cường độ đậm nhạt của bóng đổ tôi thì để nhạt thôi. Ok, các bạn muốn tác động toàn bộ bóng đổ lên tất cả đối tượng, chúng ta làm như sau: các bạn chuột phải vào đây, các bạn chọn copy layer style. Bây giờ tôi chọn vào cái này, bây giờ tôi chọn vào cái này, tôi chuột phải vào, tôi pass layer style thì đây cũng có bóng đổ. Nhưng bóng đổ này sẽ tác động toàn bộ các đối tượng, vậy tôi sẽ cần chuẩn xét lại. Tôi tác động những đối tượng sau. Đối tượng này là một, tôi dán vào, nó có bóng đổ. Đối tượng này là hai, tôi tiếp tục dán vào. Còn nếu muốn các bạn có thể tự chỉnh, hai đối tượng này cũng có rồi, và đối tượng này là ba. Bóng đổ có vẻ nghiêng rất nhiều, tôi nhấp nút vào đây, chỉnh lại bằng cách chúng ta kéo lại. Upside down. Ok, vậy là không gian chúng ta trông có chiều sâu hơn rất nhiều rồi, có bóng đổ nhìn trông nó thực tế hơn. Nếu có thời gian các bạn hãy làm chi tiết hơn tôi, tỉ mỉ hơn tôi, không gian các bạn trông đẹp hơn rất nhiều. Còn đây là chúng ta đang trình bày nghiên cứu cách cơ bản nhất để đổ bóng và trình bày những cái texture để cho layout chúng ta đẹp hơn. Nếu muốn đổi màu toàn bộ, các bạn làm như sau: chúng ta chọn layer trên cùng, các bạn bấm vào Hue Saturation và kéo các dải màu các bạn ưng ý. Giả sử như tôi bắt đầu kéo chuyển màu, chuyển tông cho nó, ví dụ tôi thích cái tông màu này cơ,
thì tôi để yên. Hoặc vài bạn nào đó thích cái tông màu khác đi, thì các bạn tùy chọn từng cái màu một. Các bạn có thể giảm phần saturation nếu đỡ rực rỡ. Ví dụ tôi thích cái gam màu thế này này, bởi vì tôi biết rằng khi in ra nó sẽ đậm hơn. Bạn nào mà chọn những màu chói lóa trong này thì in ra rất là loẹt, cái điều này không cần thiết. Tôi đồng ý, tôi đóng lại và OK. Các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift E để mạc các layer này lại thành một layer duy nhất để khi chúng ta lưu xuất ra hình rồi in luôn.